À, xin chào các bạn. Hôm qua thì mình đã up lên space cùng học lập trình một cái câu hỏi khá là hóc búa. Hiện tại mình chưa nhận được câu trả lời nào của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải thích nguyên nhân tại sao lại có sự khác biệt giữa hai cái đoạn code này. Rồi, các bạn có thể tải mã nguồn ở trong cái địa chỉ mà mình đính kèm ở đây. Rồi, thì nhìn vào hai cái đoạn code này các bạn sẽ thấy sơ qua đó là cái phần gạch chân màu xanh này của mình. Hai đoạn code chỉ khác nhau ở cái chỗ constructor mặc định của B. Một bên thì truyền vào đến cái tham chiếu đến một biến kiểu A và một bên là truyền vào tham trị của một biến kiểu A. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái code ở phía bên tay phải trước là cái bên mà không có tham chiếu, đã truyền vào tham trị đấy các bạn. Ok, đây. Thì đây là đoạn code. Trước tiên thì chúng ta sẽ có cái dòng AA này trước. Thì khá là dễ dàng, các bạn có thể suy ra ngay cái AA này sẽ được là hai dòng constructor và destructor. Còn nếu trong trường hợp chúng ta gọi BB này thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta thêm 5 dòng và chúng ta là được là 3 constructor và 4 destructor. Ok, rồi mình sẽ đi giải thích cho các bạn. Hiển nhiên một điều đó là cái constructor của B này, nếu như ở đây mình không truyền vào cái AA này đi thì B sẽ được gọi khi mà chúng ta khởi tạo một cái biến B, thì trước khi gọi constructor của B nó sẽ gọi constructor của A trước, và đến lúc hủy thì nó sẽ hủy constructor của B trước rồi nó mới hủy constructor à, xin lỗi các bạn. Khi mà chúng ta khởi tạo một cái biến B như này thì theo cái nguyên tắc B đang được kế thừa A, cho nên khi chúng ta gọi khởi tạo một cái biến B thì trước tiên nó sẽ đi vào khởi tạo gọi cái constructor của A trước, sau đó sẽ gọi constructor của B. Và khi chúng ta không còn cái B này hết phạm vi sử dụng rồi thì nó sẽ hủy B bằng cách là hủy gọi cái destructor của B trước, sau đó mới gọi destructor của A. Vậy thì kết quả chỗ này chúng ta sẽ là được là 6 dòng. Khá là dễ dàng suy ra đúng không các bạn? Số lượng constructor và destructor bằng nhau và đối xứng. Rồi. Nhưng bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta đang là B chuyển vào tham chiếu và chúng ta sinh ra được tất cả là 7 dòng, 3 constructor, 4 destructor. Nguyên nhân ở đây, khi chúng ta chuyển vào tham trị thì cái mặc nhiên các bạn khi các bạn đã làm việc với con trỏ thì các bạn sẽ gặp những cái lỗi như thế này. Các bạn làm việc với con trỏ thì có hai cái constructor mà trình minh dịch đã tự động định nghĩa cho chúng ta. Nếu như chúng ta không override lại, không định nghĩa lại thì chúng ta sẽ sinh ra lỗi. Ở trong bài này mình sẽ chỉ ra cho các bạn thấy. Khi chúng ta truyền vào tham trị như thế này thì tương đương với là việc chúng ta sẽ cái bệ constructor B này sẽ gọi cái constructor sao chép, đây là một constructor được tự động định nghĩa. B sẽ gọi cái constructor sao chép của A. Constructor sao chép sẽ có nhiệm vụ là tạo ra một cái biến tạo kiểu A, ví dụ như A tem, và sau đó nó sẽ gán cái tham trị truyền vô cho cái biến tem. Ý nghĩa của constructor sao chép nó na ná là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa lại cái constructor sao chép lên đây cho các bạn để chứng minh là nó đã gọi cái constructor này. A, cú pháp để khai báo constructor sao chép là A constant, A lớn, và chúng ta tham chiếu đến một cái biến của biến A. Rồi. Và chúng ta cũng đưa cái lệnh CR vào đây. Bây giờ mình sẽ đặt debug ở trong hai cái chỗ này để kiểm tra xem nó sẽ gọi cái constructor nào trước. Theo thứ tự thì nó sẽ được gọi constructor nào trước. Chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Mình sẽ ấn F8. Đầu tiên là nó sẽ khởi tạo AA, cho nên nó sẽ dừng ở đây trước. Các bạn lưu ý nhé, cái này đang là khởi tạo của AA. Ok, rồi mình sẽ ấn F8 một lần nữa. Bây giờ nó mới dừng ở cái lệnh BBA. Đây, mình sẽ ấn F8 tiếp một lần. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ dừng lại ở đây. Chứng tỏ là trước khi gọi cái constructor của B này thì nó đã đi gọi cái constructor sao chép để tạo ra một cái biến có giá trị là cái tham trị chuyển vô. Vậy nó đã gọi cái constructor này. Và sau khi gọi cái constructor này, nó sẽ khởi tạo một cái biến tem đúng không các bạn? Biến tem. Thì tương đương biến tem thì nó cũng như AA này, vậy thì nó sẽ gọi cái constructor này.
mình sẽ nét 8 con thấy. Ok. Và sau khi làm được hai cái điều này rồi thì nó mới đi gọi cái constructor của B này. Và mình sẽ đặt lung tung vào đây để cho nó dừng lại, chúng ta thấy nhá. Bạn thấy là nó sẽ khởi tạo constructor của B. Và sau khi khởi gọi cái constructor của B xong rồi, tức là khởi tạo được B rồi, thì cái biến tem nó đã hết giá trị sử dụng rồi, đúng không bạn? Biến tem bây giờ đã hết cái phạm vi sử dụng rồi, cho nên nó sẽ destructor, nó sẽ hủy biến tem đi. Ok, bạn sẽ thấy là vào destructor rồi. Vậy là chúng ta đã khởi tạo xong B, vậy là chúng ta đã kết thúc hai bước này, và bây giờ sẽ đi hủy. Thì trước tiên nó sẽ hủy B đang kế thừa A. Cái cơ chế hủy nha các bạn, trên cái dòng này nó hủy giống như một cái stack vậy các bạn. A được tạo trước, biến A nhỏ này được tạo trước cho nên nó sẽ được hủy sau cùng. Biến B này được tạo sau nên nó sẽ hủy đầu tiên. Và khi hủy B thì nó sẽ gọi destructor của B, sau đó mới gọi destructor của A. Thì chúng ta sẽ có là vào destructor của B, sau đó vào destructor của A. Rồi bây giờ nó mới sẽ đi hủy A này. Đó, các bạn thấy, hủy A này và kết thúc chương trình. Ok, mình sẽ ấn cho chạy lại một lần để các bạn thấy kết quả. Đầu tiên gọi constructor của A, đó là do dòng này. Constructor của A là do dòng này. Constructor của A này là do cái biến cái dòng BBA này nó đã gọi constructor của B, và constructor của B đã gọi lại cái constructor sao chép này. Vào constructor sao chép này nó có nhiệm vụ đi tạo ra một cái biến tạo. Dù chúng ta có sử dụng hay không thì nó sẽ luôn tạo ra cho chúng ta một cái biến tạo. Cho nên để tạo cái biến tạo, nó lại gọi cho tiếp cho chúng ta cái constructor này một lần nữa. Ok. Rồi. Sẽ sinh ra cho mình tiếp cái dòng constructor này. Và sau khi gọi được cái thằng tạo xong cái thằng tem này rồi, nó sẽ đi gọi constructor của B, thực hiện cái thao tác là khởi tạo B. Chúng ta được dòng này. Và biến tem bây giờ đã hết cái phạm vi sử dụng, nó sẽ hủy, là hủy được cái biến tem là destructor A. Sau đó cơ chế hủy A này tạo trước nên sẽ hủy sau, B này tạo sau hủy trước, cho nên là sẽ gọi destructor của B, sau đó gọi destructor của A là cái thằng này này các bạn, à là cái thằng kế thừa, nó kế thừa đây này các bạn. Rồi tiếp tục destructor của A đó là hủy thằng A nhỏ này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái đoạn code ở bên tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái đoạn code bên tay trái, tại sao nó chỉ còn có 6 dòng. Đoạn code bên tay trái của chúng ta sẽ chỉ có, sẽ thêm một cái dấu tham chiếu vào đây, và mình sẽ cho các bạn thấy khi các bạn truyền vào một cái tham chiếu này luôn thì nó sẽ không còn đi sao chép nữa, nó sẽ không còn gọi cần chữ sao chép. Rồi mình sẽ viết thêm cái chữ sao chép ở đây đi để chúng ta dễ phân biệt. Rồi, mình sẽ F9 trước thì các bạn sẽ thấy nó sẽ không còn gọi sao chép nữa. Đó. Tại vì khi chúng ta truyền vào cái tham chiếu, tức là chúng ta đã truyền vào cái vùng nhớ đó luôn rồi các bạn, cái địa chỉ của một cái vùng nhớ, cho nên không cần phải tạo ra nữa. Khi các bạn truyền vào tham chiếu đúng không các bạn? Thì các bạn truyền vào một cái biến, ví dụ nhập n, các bạn truyền vào tham chiếu thì cái giá trị sau khi các bạn nhập sẽ được lưu thẳng vào n luôn. Tức là cái vùng nhớ n đã được khởi tạo để lưu cái giá trị mà các bạn nhập. Bây giờ các bạn truyền vào A này thì A này đã được khởi tạo từ hàm main này, cho nên nó không cần gọi cái constructor sao chép nữa, không cần gọi cái constructor này. Vậy là cái dòng AA nhỏ này sẽ cho chúng ta kết quả là constructor A. Sau đó B, B, A thì theo thứ tự sẽ đi gọi constructor của A. Ở đây chúng ta truyền vào tham chiếu cho nên nó sẽ không cần gọi constructor sao chép, mà nó sẽ gọi constructor này, constructor mặc định. Và chúng ta được dòng constructor A đây, constructor A. Sau đó chúng ta phải gọi constructor của B là được dòng B này. Và hủy thì sẽ là ngược lại phía trên này. Vậy chúng ta nên có nên tiết kiệm cái số lần gọi constructor bằng cách chúng ta sẽ truyền vào tham chiếu hay không? Thì khi các bạn truyền vào tham chiếu hoàn toàn bình thường thôi, nhưng mà đối với con trỏ thì sinh ra một số cái trục trặc nhỏ nhỏ.
để tránh cái trục trặc đó thì các bạn có thể thêm cái từ khóa constant vào để tránh cái trường hợp mà chúng ta thay đổi cái dữ liệu, tức là cái hàm hàng đó các bạn, hàm hàng sẽ không cho phép chúng ta thay đổi dữ liệu. À, chúng ta truyền vào một hàng tham chiếu, xin lỗi các bạn, là chúng ta sẽ truyền vào một hàng tham chiếu thì nó sẽ không thay đổi về giá trị của cái tham chiếu đưa vô. Như nếu như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được hơn một lần là gọi cái constructor và destructor của A. Đây, vậy thì mình đã giải thích xong cho các bạn cái nguyên nhân sinh ra cái sự khác biệt giữa hai cái này.